thực hư cái câu chuyện là sóng điện thoại hay là laptop hay là các cái thiết bị điện tử thì gây yếu sinh lý cho anh em đàn ông chúng ta. Hiện nay thì cái công việc gì chúng ta tiếp xúc với lại sóng điện thoại này, máy tính này, hoặc là các bạn nhân viên văn phòng, chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày, thậm chí là cả khi mà về nhà chúng ta cũng tiếp xúc với rất rất nhiều các thiết bị điện tử khác nhau. Ngay cả trong cái lúc mà chúng ta ngủ nữa thì chúng ta cũng sử dụng máy tính, hoặc là chúng ta sử dụng thiết bị máy tính bảng, hoặc là đặc biệt là sử dụng điện thoại. Đây là một câu chuyện hết sức phổ thông. Ngày hôm nay bác sĩ Mạnh sẽ chia sẻ cho các bạn các cái vấn đề liên quan là sóng điện thoại, các cái thiết bị điện tử thì ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề sức khỏe sinh lý. Thì chia sẻ cái câu chuyện này, chúng ta cần đề cập là cái sóng điện thoại hay laptop là một cái dạng bức xạ điện tử, từ được gì, được tạo ra bởi các cái tín hiệu tần số vô tuyến, và năng lượng từ các cái sóng này nó được hấp thu bởi các cái mô ở trong cơ thể và có thể tạo ra cái nhiệt. Và đến nay thì chúng ta chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy rằng các loại sóng này nó ảnh hưởng đến cái nồng độ testosterone ở trong cơ thể. Và đây là hormone quan trọng nhất đảm bảo các cái chức năng sinh lý, vấn đề tình dục, bởi vì nó là người nhạc trưởng chi phối các cái hoạt động trong cơ thể của nam giới. Tuy nhiên thì sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của anh em nam giới. Cụ thể là tinh hoàn và các cái ống sinh tinh nó rất nhạy cảm với cái thay đổi nhiệt độ. Khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao thì có thể dẫn đến hiện tượng là tinh trùng bị dị dạng. Và dẫu vậy thì suy giảm chất lượng tinh trùng nó không hoàn toàn xuất phát từ cái việc là sóng điện thoại hay là laptop, và nó có thể còn do các yếu tố khác tác động từ bên ngoài, giống như kiểu là thói quen sống của chúng ta này, ô nhiễm môi trường hoặc rất rất nhiều. Và khi mà giảm nhu cầu tần số quan hệ tình dục, và tốt nhất là anh em nam giới chúng ta nên đi khám khi mà chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng trên. Và ngoài ra, khi mà chúng ta sử dụng điện thoại di động ấy, là một cái vật mà luôn luôn đi cạnh người chúng ta, thì cái mức độ cao chúng ta có thể làm tăng cái mức độ căng thẳng của yếu tố thần kinh, yếu tố tâm lý, gây rối loạn giấc ngủ và các cái triệu chứng, các cái vấn đề về rối loạn lo âu. Và vì vậy thì khi mà chúng ta sử dụng điện thoại di động, các cái thiết bị mà gì, các thiết bị điện tử, thì chúng ta nên sử dụng đúng một cách điều độ nhất, thì nó chính là cái chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, sức khỏe tinh thần, và chúng ta duy trì cho mình một lối sống lành mạnh. Với riêng bản thân bác sĩ Mạnh thì mỗi khi mà đi ngủ thì đều để cái chế độ máy bay, tức là chúng ta sẽ không cho sóng để nó tiếp xúc với cơ thể ở trong phòng ngủ của chúng ta. Và khi mà mình đo bằng cái đồng hồ này, nó có chức năng là đo cái chế độ và cái giấc ngủ của nó, thì khi mà chúng ta tắt cái sóng tiếp xúc với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy là gì, cái chất lượng giấc ngủ sâu hơn và đảm bảo chúng ta có một cái chất lượng giấc ngủ tốt hơn rất nhiều. Và đây chính là những cái chia sẻ thực tế từ kinh nghiệm cũng như là quá trình tìm hiểu các cái liên quan đến yếu tố về mặt khoa học. Và nếu như các bạn chúng ta đang sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử một cách quá lạm dụng, có rất nhiều người thì chúng ta cứ lướt như thế này, kể cả những anh em chúng ta lướt đến lúc mà chúng ta buồn ngủ quá thì chúng ta vứt cái điện thoại ở bên cạnh và chúng ta đi ngủ. Như vậy đó là những cái thói quen sinh hoạt không tốt một chút nào. Và các bạn hãy thay đổi cho mình những cái thói quen tốt nhất để đảm bảo vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe sinh lý, cái chất lượng sống của chúng ta. Và nếu như các bạn đang gặp phải các vấn đề về mặt rối loạn tình dục như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn, mà muốn tìm đến những cái phương pháp điều trị an toàn, khoa học và bền vững nhất dựa trên y học thực chứng, dựa trên khoa học hiện đại, thì hãy nhắn tin trực tiếp để bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ tư vấn thật kỹ, thật chi tiết cho các bạn các cái giải pháp điều trị và đồng hành cùng bạn xuyên suốt trong quá trình điều trị. Cảm ơn tất cả các bạn, và nếu như bạn thấy cái video này là hay, là hữu ích thì hãy chia sẻ nó để mọi người biết cách sử dụng các thiết bị điện tử, biết cách sử dụng điện thoại thông minh một cách hợp lý nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!